Sau 4 ngày để các fan rap chờ đợi, mới đây Giu đã lên con nhạc mang tên sửa sang đàng hoàng, lời đáp trả dành Trick, đúng như dự đoán. Bài đầu chỉ là Giu đang khều kéo trận beat về hẳn phía mình. Ở bài tiếp theo này, nghe trách nhạc trở nên thuần túy hơn, khi đây không phải bài rap mang tính cắt chi hay MV có sự góp mặt của Woody nữa. Một trách nhạc chất lượng đến từ Giu, khi có những punchline hay hook play ấn tượng, khá nhiều phát được khai thác và bẻ lại. Người ta bảo chó đến nhà thì sang để tao mở cửa cho sang làm chó. Còn gia súc tao gom một trại rồi buộc cổ mèo cho sang của chó. Money back là để tao khẩu phách trên đầu mày để tăng thêm độ khó. Tao ký đâu sang từ miền đông sang miền tây. Sự nghiệp Rick tự hào là được làm bi của anh Ray. Chiến thân tệ nạn cái gì mà hát nhạc cây về lá, trong khi thằng Rick chúng mày vỡ đít bàn nào về mũi yên đang cần xa. Nói phách này xong cả lũ đần ra hòa ra bọn để chiến vàng vì nhạc của tao quá nhiều giá trị. Còn hột vịt lộ mẹ có cái gì 10.000 tao đổi một lon xà xị. 10 năm làm nhạc 10 năm diss chưa từng chạm đến được phần thắng này. Mày thích đóng hai lên show thách thức 10 khó trường giang tao chấm mày đấm mày quẹo phải. Trận beat thật sự nóng lên khi bước vào round 2. Cùng với đó có nhiều rapper cũng đã tham gia vào trận beat này, khiến cho rap Việt xôn xao hơn bao giờ hết. Liệu sẽ có đại chiến beat Bắc năm 2023? Theo chu kỳ cứ mỗi 5 năm lại xảy ra một lần. Trước mắt chúng ta hãy cùng chờ đợi bài nhạc chất lượng tiếp theo của Rick sẽ đáp lễ lại Giu trong những ngày sắp tới. Bản tin tiếp theo, xoay quanh trận beat trên thì Kili và Ceci cũng làm rap Việt náo loạn khi hai nữ rapper cũng đã lên nhạc beat nhau từ phút nợ tiền. Có thể nói là beat căng hết nước chấm, nhưng đó là về phần nhìn, còn nhạc thì dở vãi. Thì đâu ngờ là chị quá chảnh, chảnh quá. Hay giờ đây nhập vai đánh trả, mong hay đời thì nhập vai phạt cảnh. Người ta gọi tao là công chúa, nên sở trường của tao là ăn yên. Ráng làm nô tỳ rửa nồi cho tao, rồi tao sẽ cho mày thăng tiến. Mới đây Ceci lên tiếng chính thức sẽ dừng beat và nhận phần thua về mình. Cô cho biết cảm ơn chị em, bạn bè bốn phương vì đã chịu đựng những câu chuyện không mới tích cực, nhưng không kém phần hề hước những ngày qua. Hiện tại thấy câu chuyện này đã được khai thác đầy đủ về khía cạnh sự thật lẫn phương diện giải trí, nên xin tạm dừng tại đây để dành thời gian tiếp tục mang lời ca tiếng hát mua vui cho mọi nhà. Còn ai có nhu cầu muốn xem câu chuyện sẽ tiếp diễn hài hước ra sao thì có thể tìm tới em ấy. Về phần em xin nhận thua và tạm khép lại con đường rapper mới chớm của em tại đây. Còn nào quay lại thì em hy vọng đó sẽ là một sản phẩm có ý nghĩa hơn. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dưới phần bình luận cho biết thì có thể vẫn lên check diss nữa đến từ Ceci, nhưng có lẽ dừng beat ở đây là đẹp rồi. Chúng tôi những người fan rap không muốn phải bị bội thực theo cách yêu thương như này đến từ các chị em. Các bạn mới xem video bản tin của kênh Hay Ho Rap Việt, thấy hay để lại một like đăng ký ủng hộ với nhé.